Nói chung là tôi đi bán là cũng nhờ người ta giúp đỡ. Dạ. Mình mới sống nổi. Dạ. Cũng như ngày qua. Ngày qua tôi về đường với thêm khai này gặp Trấn Thành gần xe lại cho 2,5 triệu. Trời ơi. Wow. Ồ, may mắn quá. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Phim Phú Travel. Hiện tại thì Phú đang ở Lý Tự Trọng và Nguyễn Trung Trực. Mình đi từ Nguyễn Du, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trung Trực cả nhà. Thì hiện tại mình đang rất là vui. Tại vì như là nãy giờ dành cả một khoảng thời gian, nói chung là cũng hơi gian nan và trắc trở, nhưng mà cuối cùng cũng đã kiếm được nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một cái món phải nói là mình nghĩ là rất, phải nói là đa số là đều nằm ở trong ký ức của mọi người. Và nó bây giờ là hiếm kem để mà thèm cái món đó, kiếm cũng hơi là khó. Đó là món bánh mì kẹp với kem. Thì nhân vật chính đây là ông bán rất là lâu đời và lâu năm ở ngay khu vực quận nhất này rồi. Bây giờ thì đang là giờ ông nghỉ trưa, mình sẽ đợi ông ăn cơm xong rồi mình sẽ vô trong tìm hiểu. Rồi cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn nút đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Sài Gòn giữa trưa nóng hầm hập như đổ lửa, phố bụi và nắng rát muốn cháy cả mặt đường khô khốc. Bỗng thấy thèm ghê gớm cái món quà giặt của thời xưa lắc, cùng với tiếng chuông len keng lanh lảnh và tiếng rau đầy ma lực. Cà rem đê! Ở quán cơm nhỏ góc ngã tư ồn ào, cụ ông Hòa, năm nay đã 82 tuổi, vẫn ngồi lặng lẽ bên chiếc xe chở chiếc thùng cà rem với bữa ăn đầu tiên trong ngày sau cả buổi sáng đẩy bán từ cầu Thị Nghè qua quận nhất. Dĩa cơm ăn không hết, ông gói ghém lại kỹ càng để dành cho cửa sau. Rồi 30 phút, một tiếng trôi qua, dòng người vẫn đông đúc tấp nập, nắng vẫn âm ỉ, nhưng không có ai tấp vào mua. Chiếc xe kem trắng phao sạch sẽ, với cây chuông treo nơi tay cầm buồn thiêu tiếng len keng. Ông cười hền hệt mà ánh mắt xa xăm mang mát buồn. Cái câu đất Sài Gòn nắng quanh năm, làm kem không bao giờ ế là không giận vào ông được rồi. 32 năm gắn bó cùng nghề này đủ dài để ông thấy hết cái đổi thay của con người và thời cuộc. Bây giờ xã hội phát triển, thực phẩm thì phong phú vô cùng. Ra đường nắng nóng dở đầu làm chi khi ai cũng có thể được phục vụ, nâng niu trong những không gian được ướp lạnh. Cà rem bây giờ đã lạc lõng đi dần vào quá khứ bởi không còn ai nhớ tới và đón nhận chúng cả. Dưới những bộn bề và đầy đủ vật chất, lũ trẻ đã mất hẳn cảm giác lâng lâng vui sướng và thỏa mãn khi cầm trên tay cây cà rem bình dị của ngày trước. Ở đây ông bán 3 loại, ốc quế, kem ly với giá 10.000 và đặc biệt hơn đó chính là món bánh mì kẹp kem chỉ 15.000. Trời nóng oi bức, mình cắn một phát. Trời ơi, cái mát lạnh của kem hòa quyện với mùi bột bánh mới, vị bùi bùi của đậu phộng, béo ngọt của sữa đặc,
buốt cả chân răng nhưng lại vô cùng sảng khoái, để từ đó cảm nhận vị ngọt thơm lan dần trong khoang miệng. Tự nhiên mình cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó thật lớn lao, cảm giác những chiếc vé tuổi thơ không có khứ hồi. Ông thì bắt đầu khẽ vươn vai đẩy chiếc xe trở lại lòng đường. Đường sống nay mai càng rối tơ giò thì vẫn phải tiếp tục bám lấy nghề, coi như bỏ công làm lời. Vợ chồng già quá tuổi 82, ăn không bao nhiêu cũng đủ sống qua ngày để khỏi nặng gánh con cái. Cái bóng lưng lơm khơm gầy còm lọt khợp giữa những dòng xe cộ và cái chuông vẫn rụt rè phát tiếng len keng lạc lõng và buồn hiu hắt. Chợt nghĩ ngày nào đó ông không còn đẩy chiếc xe kem đi bán nữa, liệu tiếng chuông kia có còn ai nhớ tới? Rồi cả nhà, bây giờ là đúng chất buổi đời luôn nè. Dạ thì xin giới thiệu với cả nhà, đây là ông Hòa, năm nay ông 82 tuổi rồi. Dạ thì ngày hôm nay tụi con ghé thăm ông cũng như là quay chia sẻ cho mọi người biết được cái xe kem của ông cũng như là cái lịch trình ông đi bán hàng ngày. Chắc ông cho con hỏi là ông bán tính ra đến nay là bao nhiêu năm rồi ông? 32 năm rồi. Wow, rất là lâu. Chiếc xe kia lâu lắm, chiếc xe này mới đây chứ xe kia lâu lắm. Dạ con cũng thấy cái chiếc xe này nó rất là mới. Mới lên cầu Thị Nghè ở sao nó mang tới cái dân nó bể chiếc xe kia bằng cây. Dạ. Rồi này đóng là bằng cái cắt này không. Dạ, là xe máy nó tông vô hả ông? Máy nó tông vô mà nó không có điện đền nữa. Trời ơi. Tại cái xe kia của ông nhìn rất là hoài cổ luôn ở nhà, cái tủ gỗ này nọ. Ai cũng nói chiếc xe kia đẹp hết. Dạ con thích cái chiếc xe kia này rồi. Tôi là không có muốn bỏ chiếc xe đó. Tôi ôm đế nó để tôi đi hoài. Dạ. Rồi chẳng may nó đụng cái bể xe rồi giờ phải làm chiếc xe khác. Nhờ người ta cho tiền đó, mấy người ta đi đường đó. Dạ. Ta cho tiền. Chiếc xe này hết bao nhiêu lần không? 3 triệu á. 3 triệu? Wow. Trời ơi. Nó nghèo quá, nó không có tiền đời. Nó nói nó ở dưới quê nó lên đi học nghề, nó chưa có lương. Rồi có chiếc xe quay mà hủ xì à, rồi nó nói thôi ông lấy xe con ông bán trời tình ơi, xe này bán chắc không được nhiều đâu mà bán cũng khó khăn lắm. Nghe thấy thương rồi đừng ngàn mấy người đi đường người ta ngừng lại người ta hỏi, rồi người ta nói thôi nó nghèo quá tao cho đi. Dạ. Rồi mấy người góp cho tôi tiền được 3.1 triệu đóng xe 3 triệu. Thì Phú sắm keo sắm đồ đó. Dạ. Với xe với cái đủ không à chứ. Dạ. À bánh xe cũ, bánh xe cũ. Còn cái này lấy cái đem để qua đây đó. Dạ. Rồi nói chung là cũng còn giữ được một tí xíu của chiếc xe cũ. Chiếc xe đó là tôi không bao giờ tôi muốn đổi cái khác hết vậy. Dạ. Tại vì rủi ro nó đụng. Thì ông bán là 32 năm rồi thì Phú được biết là có rất là nhiều anh chị, cô chú hay bạn bè đã từng ăn kem của ông và ăn in sâu trong ký ức luôn. Ông ơi, ông cho con hỏi là cái lộ trình đường đi của ông là ông đi như thế nào? Con được biết là ông đi từ Hàng Xanh đẩy bộ đi nữa. Sáng á. Dạ. Sáng á thì đi cầu Thị Nghè. Dạ. Cầu Thị Nghè đi qua Hoàng Sa. Hoàng Sa. Hoàng Sa cái đi Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu quẹo qua Đinh Tiên Hoàng. Đinh Tiên Hoàng tới ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Thủ quẹo trái đi Nguyễn Văn Thủ. Dạ. Nguyễn Thủ lại Nạc Đinh Chi. Nạc Đinh Chi đi tới Trần Cao Vân. Trần Cao Vân qua Hộn Rùa. Hộn Rùa đi Phạm Ngọc Thành đi ra mà nhà thờ Đức Bà đó. Thờ Đức Bà. Nguyễn Du lại đây. Dạ. Đó, giờ sáng ngày nào cũng đi vậy hết. Sáng là mấy giờ ông đi? 9 giờ rưỡi mới đi rồi. Nhà biết không? Đi sớm quá bán đâu được kem. Dạ, mà đâu. Dạ. Đi sớm bán không. Dạ, được. Đúng rồi. Rồi về á thì về khác á, về thì đi bán vòng ở chợ Bến Thành thì vòng đã rồi khoảng 4 giờ là đi về Quyền Trân Công Chúa. Là cứ đẩy Quyền Trân Công Chúa rồi Quyền Trân Công Chúa rồi ra Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai. Đó, rồi về cũng về Hộn Rùa. Về Hộn Rùa. Trần Cao Vân. À. Rồi đi Mạc Đến Chi. Mà đi ngược chiều một khúc mà đến chi về tới Nguyễn Văn Thủ. Dạ. Đó. Rồi đi Nguyễn Văn Thủ ra Nguyễn Bình Khiêm. Nguyễn Bình Khiêm quẹo qua. Tới Nguyễn Bình Khiêm rồi ra đi về thì về cầu Điện Biên Phủ. Dạ. Đó. Rồi nói chung là mọi người nghe chắc cũng rất là hoang mang. Nhưng mà thật ra thì ông cũng có cái thời gian lộ trình đi. Đó. Nói chung là từ ngày sáng nào cũng đi vậy hết á. Đó, từ sáng thì ông đi giống như cái đoạn đầu á là tới Phạm Đình Chi rồi cái Hộn Rùa nhà thứ ba. Nhưng mà
đi đâu giờ nào thì đúng 1 giờ là ông sẽ ở đây. Ở đây. Đó. Ông sẽ ăn cơm nè, ngồi nghỉ ngơi nè, là 2 giờ thì mới đi. Chăm sóc lại chiếc xe của mình nè, và ông nghỉ ngơi lau mài để cho nó khỏe hơn và bắt đầu. Ở đây là ngã tư Lý Tự Trọng và Nguyễn Trung Trực gần với chợ Bến Thành. Đó, sau khi ông ăn cơm xong là ông sẽ đẩy vào chợ Bến Thành bán. Đẩy thẳng ra luôn. Để vòng. Ông không có số điện thoại. Nhưng mà có dễ lắm, cũng giống như tụi mình hồi nãy mình con đi kiếm hồi ông nào tôi cũng đi vậy. Dạ. Hồi nãy là con kiếm từ ở chợ Bến Thành, con kiếm về hồn rồi, con kiếm con thấy ông. Nhưng mà có một cách rất là dễ, thì mọi người cứ đến những cái khung đường này mọi người hỏi. Bến Thành là phải khoảng 2 giờ, hơn 2 giờ mới có mặt ở chợ Bến Thành. Mọi người hỏi mấy cô, mấy chị, mấy chú ở những cái khung đường đó là họ sẽ đều biết, họ chỉ cho mình. Hồi nãy có chị ở bên quán cơm rất là dễ thương, là nói là đúng 1 giờ là ông ngồi ở đây, là nắm được hết tất cả các hành động của ông luôn. Kể chi tiết. Có hồi đó tôi ngồi bên đó đó nha. Ai em có bên đó đó. Dạ. Rồi sao tôi qua bên đây cho nó thoải mái hơn. Ngay cửa tiệm mới nhiều khi người ta mở cửa sớm rồi mình phải giờ đi nó khác. Dạ rồi. Đây, bây giờ mọi người có thể thấy là chiếc xe của ông nè. Cái này vẫn giữ được cái ở trong đúng không ông? Cái này là cái cũ. Cái này là cái cũ. Đó, cái màu nâu. Đó, xe nè. Bây giờ là cái gì cũng mới hết. Có keo cái phần này thì mới hết trơn. Keo hồi xưa keo miễn, bây giờ keo xài keo nhựa. Dạ. Keo miễn bể hết rồi. Đây ông bán kem ốc quế nè. Trời con thấy còn nhiều kem quá, với là nhiều bánh quá. Sáng giờ ông bán chậm hả không? Bán chậm lắm, sáng giờ bán chậm. Bữa giờ ông bán đỡ không? Có ngày thì đỡ mà ít lắm. Lúc này là bán chậm là nhiều nhất thôi. Ồ kỳ ta. Bữa giờ là một con thấy cũng mùa hè nóng á mà. Để mà bán không được. Ai cũng nghĩ là trời nắng nóng bán được nhưng mà bán. Thường là cái khung giờ nào ông bán được nhất? Hả? Thường bán là khung chiều giờ. Chiều mát á. Dạ. Đây ông có hai loại bánh nha cả nhà, bánh ốc quế nè. À. Một cây này ông bán nhiêu không? 10.000. 10.000, cái nào cũng 10.000 hả ông? Không có. Bánh mì được, cái ly 15.000. À, ly là 15.000. Bánh mì kem thì 15.000. Bánh mì kem 15.000. Giá đó là 10.000 với 15.000. À, cây là 10.000. Đó, đây là bánh bánh là bánh bánh dạng bánh gọi là bánh gì ta? Bánh xốp. Bánh xốp. Mấy cái này mình mua ở chợ không? Cái này của cái kiểu ấy kem này nó đem lại luôn. Ồ. À là kem nào cũng đi lấy luôn. Đem lại tới nhà luôn. Đem lại tới nhà luôn. Vì vậy chỗ đó có mấy người bán lại cái này mình tôi. Dạ đây. Hai vật dụng rất là gợi nhớ ký ức. Đó, hũ sữa. Lon sữa và cái hũ đậu phộng. Đậu phộng là coi như là ông tự. Đậu phộng là mua nhưng mà mua về luôn. Rồi ông tự xay cà ra. Đó. Cà bằng chai đúng không? Cà bằng chai. À để lên là cái lấy cái chai miễn đã đè kìa kìa. Đây bánh mì. Bánh mì này là hiếm lắm, bây giờ kiếm nhiều chỗ bán cũng không có đâu. Cái bánh mì này là người ta giao luôn hay phải là đặt trước đó. Phải đặt không? Chiều muốn lấy bao nhiêu chiều nói người ta rồi sáng người ta đem lại. Con từ nhỏ đến lớn con không biết cái bánh mì này nó bán ở đâu luôn á. Bánh mì này nó đâu có bán tàn lan đâu. Dạ. Cái này là chỉ làm bán cho kem thôi à. Dạ, nhưng mà cái người này cái kem này nó đi lấy. Dạ. Rồi nó đem lại nó giao cho mình. Thật sự là mình không biết là bánh mì này bán ở đâu. Cái này nó không có bán tàn lan như bánh mì kia. Dạ. Cái tỉ như đặt nhiều đó ra, cái tỉ như nhiều đây bán hết trơn rồi là thôi chứ không có chỗ nào. Chắc trong lọ bánh mì. Đây, ông bán thường là có kem mùi gì với mùi gì không? Đổi với mùi qua. À, đủ mùi luôn nè. Có sô cô la. Rồi mai cái mùi khác. Dâu, sữa, sầu riêng. Ồ. Cái đó là khoai môn chứ không phải dâu. À, khoai môn hả? Khoai môn, dừa. Dừa. Dừa là trắng đó. Dạ, dừa. Rồi vàng là sầu riêng. Sầu riêng. Rồi, cá cáo. Rồi ôi. Cá luôn là... Rồi mai đổi cái khác, đổi cái nào khác vậy? Cá luôn, không biết cách xài luôn. Cái muỗng nó không phải là muốn dễ xài xài đâu, để muốn lấy được cái kem rất là khó. Bây giờ ông làm cho con một cái cây trước đây nè. Muỗng nè. Dạ, bây giờ ông làm cho con một cây ốc quế. Phải đi mua với khu dân sinh á. Dạ. 160.000. Trời. Một cái cây đó mà 160.000. Còn mua cái loại 70-80.000 thì mau bể lắm, mau hư lắm. Ăn một cây ốc quế trước đi nè. Nó hai loại, loại rẻ tiền, loại mắc tiền. Loại rẻ tiền xài mau hư lắm. Vài 3 tháng hư mẹ đó rồi. Bóp quê ra bóp vô hoài nó gãy. Dạ. Không mà nó gãy tiêu rồi mới đi mua cái khác này, cái này mới mua. Mà ở dưới khu dân sinh đi có. 160.000. Mình cứ khiều xong bóp nó mới nhả kem ra. Bóp nè, bóp nó có cái lưỡi gà nó mới nhả kem ra. À dạ. Nè. Đó. Cái đó là kem nó dính hoài nó không ra.
này đậu phòng. Sữa 10.000 kiếm luôn. Wow. Tuổi thơ ù về, tuổi thơ ù về. Tôi bán bắt mới bắt đầu tiên tôi bán cả nhà nha. Là có 2.000. Dạ. Rồi. 200 chứ. 200 cây. Thì lúc đó là năm năm mấy không? Năm 90 hay gì đó. Trời. Tiền làm tiền hồi đó còn lớn, bây giờ nhỏ. Bánh mì rồi đó có 800 à. Dạ. Em con ít đá 15.000. Sao bạn? Cái món ăn rất là thơm, ít đá, không có nhiều đá. À, con thấy ông đẩy 32 năm vậy rồi. Có một mình một thân ông vậy thôi hả ông? Ừ. Ông sống với ai? Tôi với vợ tôi. Dạ. Không có con cái hả ông? Con có chứ, mình ở riêng hết ra, không có ba đứa à. Dạ. Hiện nay là cái ông có thường đi khám sức khỏe không? Sức khỏe ông có tôi hả? Dạ. Khám bị tôi hồi đó ở trong hội trong nhà thờ. Dạ. Chú cũng thế á, có cho đi khám bệnh hoài, có hồ sơ đi khám ở lý thế tổ á. Dạ. Cái đó là bên hội của Thế Bình á. Dạ. Chung là hiện tại là cơ thể mình vẫn khỏe ha. Tôi khỏe không có gì. Trời ơi, ông thấy ông đi, ông năm nay 82 tuổi, ông đi suốt 32 năm, mọi người thấy không? 32 năm đó. Cái lưng ông đã nói chung là qua năm tháng còng hơn. Đi suốt ngày được mà đi một mình tôi là tôi đi một phút là chứ không có đi được xa. Dạ. Bởi vì cái lưng nó khom quá, nó đau quá. Dạ, cứ đi một chút là ông nghỉ, đi một chút là ông nghỉ. Còn đi với chiếc xe thì mình nương chiếc xe nè. Dạ. Ồ. Hiện nay là hôm bữa là cái chiếc xe này bị đụng thì hiện nay ông có khó khăn gì không ông? Hả? À, hiện nay á là nhà mình ông ở nhà thuê hay sao? Ở nhà thuê. Dạ. Ông có đang gặp cái khó khăn gì không? Có phải bữa xe hư ông phải đi mượn tiền hay gì để trang trải thêm không? Và cái hơi xe hư á thì người ta góp tiền người ta cho thì đóng xe rồi. Dạ. Nhưng mà nghỉ á thì cũng có người bà con người ta giúp đỡ, bởi vì tôi bán lâu rồi đó. Cả ở chợ Bến Thành người ta cũng hay tin, người ta cũng đem gạo tới nhà nó cho nữa. Dạ. Nói chung là tôi đi bán là cũng nhờ người ta giúp đỡ. Dạ. Mình mới sống nổi. Dạ. Cũng như ngày hôm qua. Ngày hôm qua tôi về đường Nguyễn Thị Minh Khai này gặp Trấn Thành gần. Ồ. Xe lại cho 2.500.000. Trời ơi. Wow. Ồ, may mắn quá. Hôm đó cũng cho đây lần nè, tôi ăn cơm rồi tôi đẩy lại hôm đó cái tôi vừa đi xuống đường cái Trấn Thành chạy tới cái bấm cửa xuống cái cho. Ồ. Tôi 2.000.000. Anh Trấn Thành tới đưa trực tiếp cho ông luôn. Ngày hôm qua hai vợ chồng đi trời ơi, xe đông lắm mà bóp càng thêm đen đen đen. Vợ bấm kiến mà bán xuống rồi cầm tiền đưa ra mấy người ăn sao thì ngừng lại đưa tiền cho tôi. Trời. Mới chiều qua nè. Anh Thành hay quá, anh Thành rất là tốt luôn á. Đó. Đó, bà cả nhà chúng ta xem ổ bánh mì. Nói chung là hồi tôi bị đụng xe đó rồi người ta mà có cái thằng cháu không phải gì cũng quen, nó bỏ bún ở chợ Bến Thành nè, nó hay rồi nó mới đăng lên mạng gì đó. Dạ. Rồi người ta lại nhà người ta cho nó giúp đỡ. Đó, bánh mì gửi thơ lâu lắm rồi thì con chưa ăn lại, người ta cũng có cho tiền, đã bớt tiền nhà đó. Mà một ngày ông bán vậy bao nhiêu phần thì đủ không? Ồ, có ngày thì cũng đủ, có ngày thì cũng thiếu. Đây là tới trời mưa ở đây. Dạ. Thiếu nữa. Trời mưa quá cái bán không được. Đây, bánh mì kem. Bánh mì kem. À, quên. Có một cái bây giờ rất là hiếm, đó là ông lắc cái này có cần phải lắc theo công thức gì không ông? Hay là cứ lắc thôi? Cứ lắc vậy thôi, nó kêu len keng thôi chứ đâu có công thức gì. Cái mít đâu rồi, cái mít đâu rồi? Đây nè, mít nè. Đây, một trong những gọi là âm thanh Sài Gòn. Cà lem đây, cà lem đây. Đi, nghe rất là thanh. Đi dịnh lên nè, rồi cái tay kèo kèo nè. À, đó. Đó.
ông cầm cái nè, cận vô. Đó, cận cái canh ông lắc nè. Đây là tiết mục ăn bờ ngủ bụi, xin phép được bắt đầu. Ủa ông ơi, thường là ngày nào ông mới bán, ông có nghỉ ngày nào không? Lâu lâu có nghỉ ngày chứ, mệt quá nghỉ. Dạ. Hai gói bánh mì nè cả nhà. 15 ngàn. Xin mời cả nhà, cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức món bánh mì tuổi thơ nha. Ông ơi, cái bóng mày lâu lắm mà con không biết là cái xuất xứ của món bánh mì này nó như thế nào không? Tôi cũng không rành. Ông không rành lắm. Hồi đó tôi cũng bắt trước người ta, tôi làm vậy thôi. Mấy người mà tôi học người ta đó là mấy người đó người ta chết hết rồi. Dạ. Đã già hơn tôi nữa. Ồ. Rồi đây rồi lần lần tới tôi. Những người dây dai, lâu lắm rồi mới tìm được cái hương vị này đó nha. Người quá mình đi làm thì khi mình không có nhớ được cái món kem này. Cái này giờ chúng ta đi tẹp kem, chúng ta chỉ mua ở trong những cái shop 24 giờ, những cái kem sô-cô-la này nọ. Chứ bây giờ thật sự là đi kiếm những cái món ngày ở trên vỉa hè Sài Gòn cũng rất là hiếm. Tại vì đa phần là mọi người đẩy đi không à. Mình đâu có ở khu nhất định một chỗ đâu. Ông bán thời gian lâu vậy không? Có khi nào mà ông gặp được cái chuyện gì nó vui vui lạ lạ không? Có cái nào mà nó nhớ ông khiến ông nhớ hoài không? Đâu có gì đâu, vui lạ lạ. Không quá hả? Rồi đi ra đường thì gặp quen rồi ở nhà thì nó buồn. Đi ra đường đi bán, vừa đi bán có tiền vừa gặp quen. Ôi, quen nhiều lắm, tùm lum là lá. Dạ. Đủ thành phần á, người nào mà thấy mình thân cảm thấy thích thì mình chơi, mình nói chuyện. Còn người nào mà không thích thì thôi. Quen xíu nè. Tôi nhờ cái bán lâu rồi ai ta cũng biết được chăng. Dạ. Có cái gì, sự cố gì cái người ta hay người ta lại được giúp đỡ. Bánh mì dai dai hoài với cái kem lạnh lạnh, thơm, mùi dâu, mùi sầu riêng, một cái bụi bùi với đậu phộng. Không biết là mọi người, cô chú anh chị đây có đang tưởng tượng lại được hương vị này không ha? Mình nghĩ là rất là khó, tại vì cái thời gian mà lâu quá mà chưa chúng ta ăn thì không thể nào nhớ rõ được cái hương vị nè. Chỉ có ăn thì bao nhiêu ký ức nó mới ùi về thôi. Mát lạnh luôn. Mình không nhớ, không biết là mọi người có ký ức nào về cái món này không thì chia sẻ với Luận nha. Tôi nhớ hình như là có thời kỳ là lâu hình như là ăn là bị rớt kem nè. Rồi với là không ăn sáng mà mình mua ở đây mình ăn luôn. Tại vì vừa ăn bánh mì vừa ăn kem luôn. Ký ức là gì? Ký ức là đang ngủ trưa mà nghe tiếng leng keng là bật dậy xin tiền đi mua kem. À, mua kem ăn liền. Nghe cái tiếng leng keng. À, cả nhà ơi, cả nhà có thể nhìn thấy nha. Đó là những cái vật dụng mà thường ngày ông thường khoác lên người để đi bán. Thì rất là dễ nhận biết là ông sẽ đội một cái nón và mặc một cái áo thun. Hình như là ông có đeo một cái mắt kiến nữa đúng không ông? À, mà chắc là buổi chiều không có đeo không? Hay là buổi chỉ là buổi đi nắng không? Nắng rồi đeo chiều cái tất à. Dạ, à, nhưng mà dễ nhận biết là cái nón của ông. Rồi. Nắng quá nó chói con mắt. Nhân nãy chưa hết ổn rồi đúng không? Nãy chưa hết no không bạn? No. Một ổ no luôn á. Thơm. Đây. Đó. Đầy đủ bộ trang phục của ông, đeo mắt kiến lên, nhìn rất là đẹp trai. Xanh điệu lắm nha. Giờ là ông tới giờ ông chuẩn bị đi rồi đó nha. Rồi, thôi bây giờ cho con gửi tiền kem. Nãy là một cây 25, mày có ăn không vậy? Có ăn luôn á. Có ăn luôn đúng không? Bánh mì các bạn. À. Bánh mì đúng không? Vậy là 10, 15, 30. Để chút xíu nữa không làm cho con cũng được. À, 30 với 10. Hai con gửi không 50 cho chẳng. Đây. Con gửi không 50. Rồi. Đó. Cái đó là tiền kem. Còn đây là con có một ít quà gửi ông.
Con ủng hộ ông. Đây là của các mạnh thường quân. Nhà con gửi giùm. Con chúc ông có nhiều sức khỏe. Đúng rồi, nãy giờ mới nhớ được câu hỏi là ông dự tính là ông bán món này bao nhiêu năm nữa ông về hưu? Rồi đâu có biết được. Không biết được. Mà tôi hay còn mạnh giỏi là tôi bán hoài rồi, tôi không có nghĩ. Trời ơi. Vậy là cứ ông còn mạnh khỏe là ông sẽ còn cứ bán. Đi nổi là tôi bán hoài. Trời ơi. Vậy là mọi người ai mà muốn nhớ lại ký ức thì hãy mau mau đến đây nha. Chứ đúng 1 giờ thì ông sẽ bán ở đây, rất là dễ tìm, khỏi cần phải đi đâu xa hết. Còn nếu mà qua thôi thì tôi đi cái lộ trình vậy đó, tôi nói dạ. Mấy người hỏi tôi rồi cái nhiều khi người ta đón, người ta kiếm tôi là mua bánh mì để người ta đón được cái dính. Dạ. Buổi sáng có kiếm 2 giờ mấy ra chợ Bến Thành là dính tôi Phan Bội Châu. Cứ từ 1 giờ đến ra kiếm vào vòng chợ Bến Thành là dễ kiếm nhất. Còn 1 giờ thì ở đây à, 1 giờ mấy là ở đây. Buổi sáng là hơi khó. Buổi sáng thì đi đó, đi cũng vậy đó, tới Hồ Cũng Rùa rồi ra nhà thờ Đức Bà rồi lại Nguyễn Du rồi lại đây. Từ đó là tới đây là cũng 1 giờ rồi đó. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những hấp dẫn kế tiếp.